Rồi mã số 07 là một cái mỏ hàng siêu to 300A 100V nha anh em lưu ý nha, điện 100V. Đây nè, 100V 300W. À, mình nãy mình nói sai, 300A 300W. Ishizaki Gunma. Đó, 300W 100V nha anh em. Siêu to, rất là lớn luôn. Nè, anh em nhìn cái bàn tay của mình nè. Ha. À, đó, cái lỗi đồng nó dài từ ngoài trước ra tới ngoài sau luôn. Này mình thử ra nó sống nha anh em. Đây công tắc nè, điện 100V ha. Này anh em nào là hàng nhựa là sẽ lấy cái này xài ok luôn, nhưng mà phải xài điện 100V nha anh em. Đó, mình bán 750.000 chuyển khoản bao ship nha. Mã số 07 ha, 750 chuyển khoản bao ship. Đó, mỏ hàng siêu to khổng lồ luôn ha. 750 anh em là hàng nhựa lấy cái này xài nha anh em. Bao sống luôn nha anh em. Điện 100V ha, còn rất là đẹp. Cái này người hầu như người ta ít xài luôn nè, cái đồng còn nguyên vẹn anh em thấy không? Đó, cái đầu đồng còn đẹp nè, không bị dơ gì hết nè. Đó, mình đã cắm điện rồi nó sống nha anh em. 750 ha, chuyển khoản bao ship, mã số 07 nha anh em, điện 100V nè.